anh ơi bật quạt sao tí không, nó quạt nó ù vào của em cái. Mệt mệt quá luôn đi, thực sự hôm nay là quá là căng thẳng. Bởi vì sao hôm nay là bên nhà em là cạnh cái phòng này là có một đôi vợ chồng đang chơi. Hello các chị đây. Hello mọi người, hello nào thì đơn bom nào. Ơ lấy hết ngọc làm sao đấy? 140.000 này. Tức là cái bạn này lấy hết ngọc này, đơn có 140.000 thôi, toàn bộ đều là mã rất xinh. Đây bộ gì này 140.000 được cả đống này. Có 140.000 thôi, được cả một đống đồ luôn này. Quá là ức chế luôn đây, 140.000 được cả một đống đồ luôn mọi người. Có 140.000 thôi mà được cả một đống đồ luôn. Hello các chị đẹp. Mọi người vào chia sẻ livestream cho em này, toàn bộ váy rất hot này. Đây. Bán combo cho em này. Hai mã này comment của em bán luôn cho mọi người luôn này. Ồ đấy, hai mã này cho em này. Các tình yêu chia sẻ mạnh tay cho em này. Hai mã này chỉ nào nhanh tay cho em được một mã tặng này. Có hai mã tặng cho các chế nhá, chia sẻ nhanh tay được một mã tặng đơn bom này. Comment của em là Lê Hít Ngọc bom hàng cho em này, hai mã rất đẹp. Toàn bộ là váy Quảng Châu chất rất đẹp. Mọi người mặc mã váy này cho em. Anh để sai quạt cho em. Mọi người mặc cái mã váy này này, lúc chiều em mua được một chiếc, giờ mua thêm rồi gửi đúng không ạ? Được không ạ? Linh Lê ơi, được Linh Lê ơi, đơn thì vẫn là hôm nay gom mà các chế. Đơn vẫn là hôm nay gom mà, Lê Hít Ngọc bom hàng cho em này. Đẹp lắm luôn, cái váy này siêu phẩm luôn này. Mọi người mà ai mà nhận cái váy của em mặc chất mát lắm, anh ơi anh bỏ sai quạt ra cho em chứ không phải là cho quay quạt. Rất đẹp luôn này, mã này comment tặng cho em này. Comment tặng của em, mọi người comment của em này. Rất đẹp, trời ơi cái váy này phải gọi là siêu phẩm luôn. Tặng cho em đâu này, eo ơi thực sự này. Quá lúc bức xúc, anh ơi cho em cái túi mới. Cái cọc túi mới biết đâu rồi. Ai biết được, anh vừa bước ra đây không? Anh vừa ấy cho em mà. Anh vừa ra giữa cọc em để dưới kia. Lên cho em này, mã tặng cho em này. Cái váy hoa đẹp lắm, mọi người mặc màu trắng ấy rất đẹp. Comment của em Lê Hiếp Ngọc bom hàng hôm nay rất nhiều mã đẹp. Hôm nay nói thật mọi người là em hôm nay là đang có hẹn đi chơi, vẫn là hẹn đi chơi nhau tối nào có hẹn nhá. Lê Hiếp Hiếp Ngọc, Lê Hiếp Ngọc bom hàng cho em một mã tặng này. Mã này xuất sắc luôn. Lê Hiếp Ngọc bom hàng cho em. Trời ơi điên quá. Lê Hiếp Ngọc bom hàng cho em. Anh có cái bút mới của em đây đúng không? Comment tặng cho em này, tặng cho em này, xuất sắc luôn. Ok, chốt cho em Lê Hiếp Ngọc bom hàng. Chia sẻ livestream mạnh tay cho em nhà. Hôm nay cực kỳ nhiều mã tặng cho các chế luôn, toàn bộ mã đẹp luôn này. Lê Hiếp Ngọc bom hàng khách này, trời ơi. Ok, để cho chị Hải Yến váy trắng này. Hải Yến cho em này, tặng chị Hải Yến cho em này. Ok, tặng chị Hải Yến luôn nha, quá thích luôn này. Lên cho em một mã này, một mã tặng áo này cho em này. Hải một mã tặng áo cho em, áo này thì quá xuất sắc luôn này mọi người này. Một mã tặng cho em này. Một mã tặng cho em này, ok, Hải Yến 2 cho em này. Ok, một mã tặng cho em này. Một mã tặng này, vừa đi mama tặng khắc dạ rồi. Ừ, Phạm Thúy An ơi, chị Phạm Thúy An nhận áo có xinh không chị Phạm Thúy An ơi. Lê Hiếp Ngọc cho em bom hàng mã này nữa này. Chị Hải Yến để chế rồi này, tặng tiếp cho em này. Tặng tiếp cho em một mã này rất là đẹp luôn này. Toàn bộ đều hàng xuất sắc không, phải lên cho mọi người ít len mông tô ghi nhá. Len mông tô ghi vừa lúc chiều em soạn toàn mã xinh thôi. Anh đưa cho em cái len mông tô ghi mà có cái con nhện kìa. Hàng này rất là dày, đưa hết mông tô ghi đây cho em. Đừng đưa mấy cái dày này, trước em đang bán mông tô ghi mà. Hôm nay cực kỳ nhiều mông tu ghi đẹp luôn mọi người, chia sẻ mạnh tay cho em. Ok, chốt tặng này. Tặng một người đây, ok, tặng cho Hưng Bi này, tặng cho Hưng Bi có hàng này. Ủa này hết mực rồi sao này. Đây, tặng Hưng Bi cho em này, lên cho em một mã nữa này. Eo ơi mông tu ghi này, em nói thật mọi người luôn, mông tu ghi mọi người nhận được thì chỉ có siêu phê thôi. Lên cho em một mã này nữa, một cái mã cardigan rất hot. Mã cardigan này em bán không biết bao nhiêu lần rồi và đây hình như chỉ còn sót có đúng 4 cái thôi. Mông tu ghi về lần này rất ít này, toàn mã mông tu ghi áo. Mã này là nó không phải kiểu khác đây. Mọi người nhìn em này, cái chất này. Mông tu ghi này siêu đẹp, mọi người mặc với chân váy rất đẹp. Mặc với chân váy rất đẹp, nhìn mông tu ghi cổ ngọc cho em này. Mông tu ghi mỏng cho em, mã đầu tiên lúc nào là một mã chào hàng. Mã này mọi người mà nhận không ưng trả lại cho em luôn. Riêng chất mông tu ghi nhà em đảm bảo với mọi người luôn. Riêng chất mông tu ghi em đảm bảo mọi người luôn là mặc cực kỳ mềm. Mông tu ghi bởi vì sao? Tất cả các mông tu ghi đều là các mẫu em chọn hết này. Cái mẫu này mông tu ghi rất đẹp này. Mọi người yên tâm nha, cái chất mông tu ghi này em đảm bảo mọi người cúc này mọi người có thể bỏ ra nhá. Tùy những chị nào, ví dụ như mọi người mà thích mặc ấy. Mã này em tặng ok này. Ừ, eo em cảm ơn chị Phạm Thúy Anh nhá. Cảm ơn mọi người này. Cái chất dạ mà có một hai cái áo, một cái áo 160 thì đẹp hơn để em nói luôn mà. Mã này rất đẹp, mọi người bỏ cúc ra cũng được này. Cái này chị nào mà kiểu người khơi to một tí bỏ cúc ra rất xinh luôn. Mã này còn 4 cái cho em mở đầu chào sân cho em. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn này. Chất cực đẹp. Mã này bán cho em là bao nhiêu ạ? 52.000 một cái, chất quá đẹp, còn đúng 4 chiếc thôi. Chia sẻ mạnh tay cho em, mã này bán 52.000. Riêng mông tu game còn bán rẻ hơn cả giá em ghim cơ. Cái áo này chất rất thích, mọi người mua tặng cũng đẹp mà mọi người mặc bên trong rất là xinh luôn. Mã này cho em 01 cho em 52.000 này. Mông tu game nhà em là hàng cao cấp luôn. Không bao giờ em nói mã tặng em tặng xong rồi các tình yêu ơi, 01 cho em này, 52.000 cho em này. Chia sẻ mạnh tay livestream cho em nhà 01. Ok chị Hồ Lụa có hàng này. 01 chiều lụa có hàng cho em này. 01 mã này thích lắm luôn này. 01 cho em này. 52.000 cho em này. Bút hết mực rồi anh, lấy em bút khác đi.
01 chốt cho em chiều hồ lụa này. Ok, 01 chiều lụa cho em mã này 01 52.000. Em ơi cái chất áo này thích lắm luôn đi mọi người ạ. Chất đẹp không thích em không lấy tiền các chế luôn. 01 toàn mã xinh thôi ạ. 01 cho em 52.000 mua đi, mua là nghiện mà đã nghiện là không cay được, chuẩn luôn chả Yến ơi. Trời ơi 01 cho em 52.000 mã này không đẹp không lấy tiền các chế luôn. Chia sẻ livestream mạnh tay cho em các chế. 01 cho em này, 01 cho em 52.000. 01 cho em ok mai chua này, mã này mặc thích lắm luôn này, mai chua cho em này. Còn đúng 4 chiếc này, 01 cho em này. 01 cho em 52.000. Trời ơi mã này quá xuất sắc luôn. Winnie Sunny có hàng này. Còn đúng 1 chiếc nữa thôi, nhanh tay giúp em này. 01 này, mã này mặc với váy thôi đẹp đừng hỏi luôn. Nhanh tay lên cho em một mã nữa này. Cái mã này còn sót một kéo len thôi. Mã này em bán cho mọi người luôn giá này. 01 ok chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em lên cho em một mã tiếp. Trần Thị Thái Hiền ơi có đấy tình yêu nè. 0101 nha, 01 cho em 52.000 mông togi này. 01 chốt cho em, trời ơi 52k. Các tình yêu không mua ở đâu được cái áo này đâu ạ. 52.000 mọi người ra ngoài bây giờ. 01 áo mông togi mọi người mua bây giờ cũng phải tầm khoảng độ 130 mấy nghìn luôn. 01 chốt cho em các tình yêu, chốt 01 cho em lên cho em một mã nữa. Hôm nay toàn bộ là mã xinh thôi, mạng có bị lag không các tình yêu ơi. Buổi tối mạng hay bị giật lắm. Có mờ mờ không mà hôm nay view lên chậm thế. 01 chốt cho em 01 nữa. 01 Hoa Nguyễn không giấu ok. À trang heo ok, 01 trang heo nhầm này. Chốt trang heo rồi tình yêu ơi, Hoa Nguyễn xin lỗi tình yêu nha. Nhà em đơn hàng hôm nay ngập tràn luôn đây, lên một mã nữa này. Để câu view em xem hôm nay mạng mình làm sao, bình thường lên buổi tối này mạng lúc nào cũng phải tầm khoảng 300-400 view luôn. 400-500 view mà hôm nay tại sao đây, một cái mã áo rất đẹp này. Áo này thì đẹp khỏi nói luôn mọi người nha. Comment cho em áo này 10k cho em bị khách bom này. Comment của em là Lê Hiếp Ngọc HL cho em này. Lê Hiếp Ngọc HL HL cho em. Lê Hiếp Ngọc mã hàng là Lê Hiếp Ngọc HL cho em. Không, comment là Lê Hiếp Ngọc nghèo. Comment của em Lê Hiếp Ngọc nghèo. Comment của em này mã là Lê Hiếp Ngọc rất nghèo. Comment của em mã là Lê Hiếp Ngọc rất nghèo bởi vì từ chối nhận đơn hàng vì không có tiền nhận hàng. Rất là xanh chín luôn. Mã này 10.000 cho em này, một kéo len rất đẹp này. 10.000 cho em mã này, 10k cho em này. Comment 10k cho em với cú pháp là Lê Hiếp Ngọc. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em mọi người nhá. Mã này kèm với các tình yêu chia sẻ livestream này. Các tình yêu kèm các tình yêu chia sẻ livestream cho em hôm nay cực kỳ nhiều. Ok lên cho chốt cho em bom bom này, mã này 10k cho em này. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nha. Hôm nay rất nhiều mã hàng đẹp luôn mọi người ạ. Ok chốt bom bom này 10k này. Bom bom cho em này. Ok bom bom cho em. Bom bom đơn đi rồi ạ. Lên cho em nữa ạ. Một cái mã này là mã. Cái mã này vẫn còn sót này, 01 vẫn còn sót một chiếc này. 01 mã vừa rồi 01 còn ai nữa không anh? 01 chốt cho Hoa Nguyễn không giấu này. Hoa Nguyễn không giấu xin trốn thoại, Hoa Nguyễn không giấu này. 52.000 cái áo này nhận chất ưng luôn, riêng mông togi nhà em này. Ok hết cho em mã tặng này. À mã 10.000 hết cho em, đây lên cho em một mã nữa này. Mã này cổ cực kỳ xinh luôn, vào cũng không có mã này mà bán. Hôm nay em về ít nhất tầm khoảng em hôm nay về rất là ít mông togi. Về một ít mông togi nữa thôi là em dừng clip này. Ôi áo này xinh chưa? Nhìn cổ đó này. Len tay lỡ này, chất len này nhìn của em này. Len mông togi. Hoa Nguyễn không giấu xin số điện thoại, Hoa Nguyễn không giấu cho em ạ. Ủa mã này xinh dã man luôn này. Áo này cực kỳ chơi luôn, một cái mã này cũng xả cho em còn có mấy chiếc, mỗi em còn rất là ít. Thế nên em bán giá vừa bán vừa tặng các tình yêu này. Riêng len mông togi nhà em nói thật mọi người nhìn chất này. Cái mã này rất đẹp, mọi người mặc kèm chân vải. Ồ cái mã này mặc lên nó nhìn chơi dã man luôn này. Đây là cổ lưới nha mọi người, lưới cho em này. Chia sẻ mạnh tay một mã này nữa thôi ạ. Một mã này bán giá như tặng các tình yêu luôn. Mã này bán cho em cũng là 49.000 này. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn. Và chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, tránh tình trạng mọi người chốt hàng xong bom nhé, rất là tội nghiệp em luôn. Và tránh tình trạng là chốt hộ luôn này. Mã này rất đẹp. Đây là cổ lưới nhá, chứ không phải là không có cổ đâu ạ. Cổ này, cổ lưới mọi người nhìn không ạ. Cổ lưới nha, rất đẹp luôn. Mã này 49.000 cho em, toàn bộ là hàng len Quảng Châu. Em chọn, trực tiếp em chọn. Chia sẻ livestream mới chốt đơn nha. Mã này mọi người phải chia sẻ livestream mới chốt đơn này. Mã này có mấy chiếc thôi ạ. Mã này có mấy chiếc thôi ạ. Mã này còn mấy chiếc thôi, 49.000 này. Eo đẹp xuất sắc này. 03 chút 03 cho em này. 03 cho em 49.000. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn. 03 cho em tình hình hôm nay mạng làm sao rồi. View không được ấy luôn. Bình thường lên một phát view 300 luôn. 03 cho em, 03 cho em này. Mông togi 03 cho em. 03 ok Phạm Thúy Anh này. Phạm Thúy Anh này, mã này chất đẹp mọi người ạ. Phạm Thúy Anh mã này mặc với chân váy quần sóc rất đẹp này. 03 cho em Phạm Thúy Anh 49.000. Chốt các tình yêu chia sẻ livestream nha. Vũ Thị Nhung ơi, có thấy Vũ Thị Nhung này. 03 cho em 49.000 mạng tình hình. Mai chua cho em này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nha các tình yêu ơi. Mai chua cho em ok. 03 chốt cho em 49.000. Mã này mặc tây dã man luôn. 49.000 chất rất đẹp này. 03 cho em này Winnie Sunny này. Sunny có đơn đi rồi nhá. Sunny cho em này 49.000 cho em này. Ok. 03 chốt tiếp Phạm Thúy Anh có hàng. Ôi mã này mặc với chân váy thì siêu phê. 49.000 cho em mã này thôi. Hàng cực kỳ đẹp, còn đúng 2 chiếc nữa em hết hàng. Nhanh tay giúp em. Trời ơi toàn mã xuất sắc. Ok 03 hồ lụa có hàng này.
mọi người không mua ở đâu được hàng giá đẹp như này đâu ạ. 03 chốt một chiếc cuối cùng cho em này. Mã này mọi người mặc với chân váy siêu phẩm luôn. Không phải nói nhiều, chất riêng chất len mong tu ghi nhà em đảm bảo mọi người luôn. Mua một chiếc mọi người, em nói thật mọi người, em bán giá 58.000, còn em thật mọi người nếu như em đang sờ tút nhá. Em mà không em kiểu đang sờ tút mà ấy nhá. 03 chốt cho em đứa này, ai đây? Nguyễn Lê Linh có hàng này, 03 Nguyễn Lê Linh có hàng này. Nguyễn Lê Linh có hàng luôn, hết mã này cho em này, 49.000 hết cho em mã này. Quá xuất sắc luôn, em nói thật mọi người nếu như em mà đang sờ tút câu like nhá thì không bao giờ có giá này luôn, tình hình mạng rất là đơ. Mọi người xem mạng có bị giật, có bị mờ không mà sao em livestream mà hôm nay lại vắng thế? Bình thường là livestream một phát vào là 400-500 view luôn. Chưa bao giờ vắng như hôm nay luôn các chế. Livestream chia sẻ cho em là bởi vì tôi lên toàn váy Motogi với cả váy đẹp thế này. Mà tình hình yếu như thế này là chắc là không livestream được luôn đó các chế. Cháu ơi cảm ơn Hoa Vũ nha, mịn mà mát chuẩn luôn này. Riêng đồ nhà em chỉ có một câu thôi. Cái mã này là chất len dáng rộng nhá. Em nói luôn là chất này dáng rộng, ưu tiên các tình yêu form to. Mã này mọi người mặc với quần dạ rất là đẹp. Ủa cái len này đẹp xuất sắc này. Chất len siêu đẹp luôn. Mã này mọi người mặc cho em form dáng rộng rất đẹp. Mọi người mặc kèm váy ở ngoài cũng được, mọi người có thể mặc như em cũng được này. Hoặc mặc lệch vai cho em này rất đẹp đây, mọi người nhìn đồ em này. Mặc kèm váy cho em hoặc mặc kèm quần dạ rất đẹp. Mọi người mặc lệch vai như này cũng xinh này. Mã này rất đẹp luôn, mã này còn mấy chiếc này bán cho em luôn. Mã này là nó là dáng áo rộng nha mọi người, dáng áo rộng ạ. Len dài tay dáng áo rộng cho em, mã này còn mấy chiếc ạ, còn 4 chiếc bán cho em luôn là 62.000. Mã này không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. Mã 05 đúng không anh? 04 ok, 04 này. 62.000 Nguyễn Hương Ly có hàng, mã này rất đẹp. Nguyễn Hương Ly có hàng, Nguyễn Hương Ly cho em này, 62.000 cho em này. 04 tiếp cho em này, 04 tiếp cho em này. 62.000 mã này không đẹp không lấy tiền, ưu tiên các tình yêu phong rộng, mã này mặc thích lắm luôn. Eo mã này riêng em mặc còn thấy đẹp nữa là 04 chốt cho em, mã này mặc có quần dạ rất đẹp. Nguyễn Ca Trung Hải ơi có thấy tình yêu nha, mã này xinh quá. 04 mã này 04 cho em 62.000 này. Hôm nay em bán rất rẻ, hôm nay bán rất rẻ luôn. Hôm nay view nó hơi bị đơ đơ một tí, chắc là phải ao ra vào lại thôi. Tình view này không bán được. Nguyễn Hương Ly có hàng này. 0404 Nguyễn Hương Ly có hàng cho em. Nguyễn Hương Ly xin số điện thoại này. 04 chị Khánh Ly có hàng này. 04 chị Khánh Ly này, chị Khánh Ly cho em này, chị Khánh Ly là chị của Chi này. 04 chị Khánh Ly không cần xin số đâu, chị Khánh Ly tí em qua em cầm cho Chi cho. 04 cho em mã này 62.000 rất là đẹp, ưu tiên các tiểu form to, chị Khánh Ly mã này đẹp. Khánh Ly là chị của Chi chứ đâu Chi. 04 chị Phượng Nguyễn, cả chị Khánh Ly cả chị Phượng Nguyễn nha, em để ở thay chế luôn này. Hai chị luôn nha, em cầm qua nhà cho. Tí nữa em về em cầm thế để riêng tí em về em cầm qua nhà cho. Không biết rồi, tí đêm lấy em để em cầm qua nhà cho. Ok, cả chị Khánh Ly mã này rất đẹp. Em thấy mã này chất rất đẹp luôn, mặc mùa này cực kỳ ưng luôn này. 04 Nguyễn Hương Ly có hàng, 04 có một mã nữa. 04 còn một chiếc nữa em hết hàng nhá. Thúy Linh ơi, đơn thứ 7 đi rồi Thúy Linh ơi. Đơn thứ 7 phải đi lâu rồi chứ. Mã 04 cho em 62.000, mã này siêu phẩm luôn. Tí em qua nhà Chi 04 cho em này. 62.000 tình này view như này là không live stream được đâu ạ. Mạng chắc là có vấn đề rồi ạ. Ừ, chị Hải ở đây vẫn chốt được nhưng mà vấn đề là view này nó ấy có chị Phượng Nguyễn. Mã này 0404 cho em, 04 cho em rất xinh, 04 cho em này. Hồng Lê không giấu này. Hồng Lê không giấu cho em này, 62.004 em hết mã này ạ. Mọi người ơi, view ok không? Mọi người có bị mờ không chứ tình hình. Tình mà view như này là hơi bị chán đời nha. Đây chốt cho em một mã này, mã này rất đẹp cũng sale cho em luôn này. View mọi người xem có ok không? Mọi người nếu mà chốt ok mọi người ok cho em bởi vì toàn bộ là mã rất đẹp. Cái mã này dáng của nó là dáng len sần nhá, cực kỳ đẹp. Mã này mọi người giặt rất đẹp luôn này, từ cái cổ của nó này. Mọi người hai cái chị nhé, em mèo đó Mai Chua ok, Mai Chua đây. Không bố em hết hàng rồi. Đây. Xuất sắc luôn. Trời ơi cái mã này co giãn mà màu của nó rất xinh này. Mã này mọi người mặc với cả mặc gầy dã man luôn, em béo nhá mọi người nhìn này, tạo cái đường line rất đẹp này. Đây nhìn của em này. Cái len này rất đẹp luôn, cái len này. Mã này cực kỳ xinh luôn, trời ơi mạng chắc chắn là có vấn đề rồi, khách chốt không nhìn thấy luôn. Cái mã này mặc ngực cực kỳ to và eo rất nhỏ. Cái mã này còn mấy chiếc cho em thôi. Chứ mã này cũng không còn nữa đâu, mã này có 1, 2, 3 này, hình như còn có 4 chiếc thôi là hết này. 1 này, 2 này, đúng rồi, mã này còn 4 chiếc cho em. Hơi mờ á, chị Nguyễn Thanh Lan. Mờ đúng không, để em out livestream ra vào lại nhá. Chờ em nhá, chờ em out livestream ra. Ừ, Nga Phạm đúng rồi, biển comment, chờ em tí nha, em out livestream ra nhá. Ok chị Thùy Linh để em check lại nha, cho chị Thùy Linh nha, đợi em out livestream ra vào lại, mọi người vào lại với em nhá.